Mỗi dây lưới trên ao đất này, ông Lã Đức Quảng thả nuôi riêng rẽ ếch đực và ếch cái. Vào mùa sinh sản, chúng sẽ được chọn ghép cặp để cho sinh sản. Theo ông Quảng, để ếch sinh sản đạt hiệu quả, trước hết cần chọn được ếch bố mẹ tốt. Ếch bố mẹ phải khỏe mạnh, không có nấm bệnh. Đặc biệt, không lấy ếch đực, ếch cái cùng một nơi để tránh bị đồng huyết. Khi thấy bụng ếch cái to mềm và có tiếng kêu liên tục của ếch đực là báo hiệu từ 3 đến 4 ngày sau, ếch sẵn sàng đi đẻ. Con ếch bố mẹ thì vào cái thời điểm chăm sóc của nó thì là suốt mùa đông mình phải ủ đông mất rồi. Đấy. Bắt đầu là trời nhiệt độ lên tới 20-22 độ thì bắt đầu mới cho con ếch ra được. Ngoài 20 độ thì con ếch mới cho ra để cho ăn được. Cho ăn cái đầu tiên để mà đảm bảo được con ếch mình phải cho uống kháng sinh là đầu tiên. Thuốc bổ và cho nó ăn thêm cá tươi, cá sống. Đấy. Thì nó mới đủ chất đạm để mới tăng trứng nhanh được. Khi trứng nó đã phát triển, con ếch nó đã, bụng nó đã to. Thế mà sờ ở xung quanh sườn nó và ở dưới mang nó là nó có độ giáp nhiều ở trên da. Da ếch nó không trơn nữa, da ếch nó có độ giáp. Thì lúc đó chứng tỏ nó đã đủ trứng. Mà con ếch đực là nó phải phồng mang, nó phải kêu được. Cứ thấy tiếng ếch đực kêu lúc đó là cho ếch đẻ được. Thông thường tỷ lệ ghép đôi ở ếch là một đực một cái. Mật độ thả một đôi một mét vuông. Thế nhưng cứ khoảng 10 cặp ếch bố mẹ, ông Quảng lại cho thêm vào từ 1 đến 2 con đực. Bí quyết này giúp ông Quảng tăng được số lứa đẻ cho ếch trong năm mà không cần dùng tới thuốc kích thích. Ếch đực là tôi luôn cho thừa hơn số ếch cái, cao hơn 10 đến 20%, thậm chí là có những lúc tới 30%. Mục đích là gì? Có những con cái không muốn đẻ, ép phải đẻ. Trước đây tại vì sao các cụ nhà mình là cứ đẻ là nó một năm nó được ít lứa là vì người ta bơm thuốc kích thích quá liều. Nhưng bây giờ tôi chỉ bơm thuốc tới liều, đủ liều ấy, là nhiều nhất là vào cái lứa đầu thôi. Còn từ lứa thứ hai trở đi tôi bơm thuốc kích thích cực kỳ ít. Là vì bơm thuốc kích thích là nó làm cho lứa đầu còn ếch có thể ra mất cả trứng non. Số ếch được nhiều, tỷ lệ thụ tinh thành công sẽ cao. Ngoài ra, ông Quảng cho biết thêm, việc tạo mưa nhân tạo hoặc làm lạnh nước bằng nước đá cũng có thể kích thích để ếch đẻ nhiều đợt trong năm. Và với phương pháp nào thì trước khi cho ếch vào đẻ, ông Quảng đều vệ sinh sạch bể đẻ và vô trùng nước để tránh tác động tiêu cực tới trứng và nòng nọc. Cái bí quyết nhất của cái cho con ếch đẻ này là ở trong về cái nước. Anh phải làm sao cái bể anh phải vô trùng được. Tuyệt đối là tốt nhất. Đấy. Về cái nước để cho con ếch đẻ phải là cái nước được lọc và được vô trùng tuyệt đối. Đấy là tốt nhất. Còn nếu như nước mà để cho đẻ của anh không sạch thì quả trứng sẽ bị hỏng. Khử trùng nước thì trước tiên mà nói là nếu như mà anh lấy được cái nước mưa mà để cũ rồi đấy, hoặc là cái nước giếng đá ong hoặc nước giếng khoan của anh đã qua lọc rồi. Đấy. Anh đã qua lọc rồi. Mà nếu như anh định khử trùng bằng chromin B gì đấy thì anh phải là để sau một tuần anh mới được bơm vào cái bể đẻ. Đến lúc đã thành con nòng nọc rồi thì cái nước càng nhiều tạp chất càng tốt. Đấy. Ý muốn tôi muốn nói là phải cái nước ao đủ độ màu, đủ độ màu, đủ bộ độ pH ở trong và đủ cái màu nước là có màu xanh. Đấy là tốt nhất. Làm sao nhấc nổi lên nhé. Bà con cho ếch đực và ếch cái gặp gỡ nhau vào khoảng 6 giờ chiều. Ngay trong buổi tối, quá trình giao phối sẽ diễn ra. Ếch cái đẻ trứng ngay tại bể. Được rồi. Trứng ếch có hình cầu, đường kính từ 1,5 đến 1,8mm. Xung quanh trứng có một màng nhầy trong suốt bao bọc. Chất nhầy bao quanh trứng làm tăng độ hội tụ ánh sáng, nâng nhiệt độ lên để trứng nhanh nở. Mức nhiệt độ thích hợp nhất để trứng ếch nở từ 20 đến 25 độ C. Nhiệt độ nước cao hơn 33 độ C, trứng ếch dễ bị ung hỏng. Buổi đầu tiên khi cho ếch đẻ, ông Quảng giữ mức nước khoảng từ 2 đến 5cm. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, ếch bố mẹ sẽ được đưa ra khỏi bể đẻ.
Lúc này, mức nước trong bể sẽ được nâng lên cao từ 10 đến 15cm và trong 4 ngày đầu thì không thay nước. Việc tăng mức nước trong bể lên từ từ trong nhiều ngày như vậy nhằm tạo thêm dưỡng khí trong nước, giúp trứng mau nở và nòng nọc nhanh lớn. Con ếch con thì anh cũng phải thay đổi lượng nước liên tục. Cái lúc mới nở, đang là quả trứng thì anh để 10 đến 15 phân nước đấy. Thế khi bắt đầu là nó đã thành con nòng nọc rồi, mình thấp hơn càng tốt, 7-8 phân cũng được. Đấy. Là vì khi con nòng nọc đã nó đã ngoi lên, ngoi xuống để nó thở, là vì nó tự nổi lên ở mặt nước thì không nổi. Mà nó thích là lúc ở trên mặt nước, lúc ở dưới đáy, đáy nước. Thế mà cái đoạn độ cao của nó mà anh để 20 phân nước, thì tốc độ di chuyển nó ngoi để thở trong một ngày. Nó mất quá nhiều cái thời gian để nó ngoi lên và ngoi xuống và nó chìm xuống. Nó giảm, nó làm cho con ếch bị không phát triển lớn được. Mà khi mà anh mà thay nước ếch, nghiêm cấm anh thay quá 1/3. Đấy, người ta cứ bảo là thay tới 80% được. Nhưng tôi không thế. Tôi chỉ nên thay coi như thế là tới nhiều nhất là 1/3 nước. Đấy, để mà nó đảm bảo cái độ ổn định, nó không bị... sốc nhiệt. Nòng nọc sống nhờ bọc noãn hoàng ở phía bên trong từ 2 đến 3 ngày đầu. Sau đó, nòng nọc có thể tự bơi đi kiếm ăn. Thức ăn trong 10 ngày đầu của nòng nọc chủ yếu gồm các loại động vật phù du, bột cám gạo, cám ngô hoặc tôm khô nghiền nhỏ. Ngoài ra, ông Quảng còn bổ sung thêm lọc đỏ trứng gà, trứng vịt luộc cho nòng nọc ăn. Số lượng khoảng 4 quả cho 10.000 con nòng nọc, 2 bữa sáng chiều. Quả trứng là mình luộc chín tới, không được luộc quá mà không được luộc kỹ quá mà không được luộc sống. Luộc chín tới xong mình khoáng tan ra nước, mình té vào đấy là cho ăn những buổi đầu tiên thôi. Sau 3 ngày thì mới cho ăn như thế thôi. Đến 5 ngày là phải cho ăn thêm bột. Đến 7 ngày, 8 ngày là phải tăng thêm bột, lại giảm trứng đi. Thường thường có những gia đình người ta cho ăn bằng gạo sống. Gạo sống người ta nghiền bột ra như bột trẻ em đấy, thế là người ta cho ăn. Nhưng đối với tôi không thế. Tôi phải bằng nửa đậu tương, một nửa là đậu xanh, một phần đậu tương, một phần đậu xanh này, và một phần gạo. Gạo phải loại gạo thật ngon. Đậu tương, đậu xanh cũng vậy. Tôi nghiền nhỏ, trước khi nghiền nhỏ tôi phải rang. Rang chín được tới 70-80% rồi. Ngoài ra, bà con có thể dùng các loại thức ăn tổng hợp cho cá để cho nòng nọc ăn. Tuy nhiên, cần lựa chọn thức ăn viên nhỏ để vừa miệng của nòng nọc. Độ đạm phải đảm bảo từ 40% trở lên. Tôi chỉ định được bằng thực tế. Tôi cho ăn hôm nay, thí dụ bằng một lạng trên một bể này, mà tôi thấy ăn hết, thì tôi cho tăng lên. Ngày tôi xác định là cho phải ăn 3 bữa. Cho ăn trong vòng 15 phút mình phải kiểm tra ngay. Nếu ăn hết, bữa sau phải nâng lên. Nếu ăn không hết, phải giảm đi. Do nòng nọc lớn không đều sẽ dẫn tới việc con lớn ăn tranh thức ăn của con bé. Vì vậy, từ ngày nuôi thứ 10 đến 12, nên san đàn và phân ra các loại lớn nhỏ khác nhau để nuôi riêng. Khoảng 25 đến 30 ngày sau khi nở, khi đuôi nòng nọc đã cụt hẳn, khả năng di chuyển tốt và ăn khỏe, trọng lượng đạt từ 300 đến 500 con 1 kg thì bà con có thể đưa ra nuôi thương phẩm.